Xin chào tất cả mọi người, chào những tín đồ của Chim Cô Gái nhá. Hôm nay ngày 17 tháng 7 2024, em quay một con chim tơ âm rất là tốt cho những anh chị em nào thích những dòng chim cô gái, đặc biệt là những dòng chim âm tốt như thế này. Con này ở lồng số 1 nhé, lồng số 1 em chưa đánh dấu chân, chưa đánh dấu số ở chân. Chim gáy rất tốt, chim độ 3 tháng khiển tốt. Tuy nhiên thì về nhà các anh ấy, thì một con chim tơ như thế này nó sẽ không gáy được ngay. Đấy, ít con gáy được ngay nhá. Chim thuần tốt, bộ to, má phấn hồng đẹp, siêu thuần. Chim vẫn còn hơi gầy, ngay cả ngày nhá, căng rồi. Nhưng mà cườm chỉ là cườm lác đác thôi. Đấy, chưa đủ cường. Báo giá với anh em luôn là 2,5 triệu nhá. Bao trống, chim trống chuẩn 100% rồi. Cho mái vào là đạp mái rồi. Đấy, chưa đủ cường nhưng mà đạp mái rồi anh em nhá. Đấy, chim ở tại Bắc Giang. Bên em mà nhận chuyển khoản gửi xe nhá. Đấy. Đây là con lồng số 1. Đấy. Dòng chim này thì nó còn tơ như vậy thì âm nó còn lên nữa nhá, chứ không phải là âm như lúc nó đang gáy này đâu, âm sẽ còn phát triển. Bởi vì con này nó mới chưa đủ cườm mà. Sau này già nó âm nó còn tốt nữa, chứ không phải âm như thế này nhá. Như thế này là em thấy là tốt rồi. Đấy. Thời điểm hiện tại nó chỉ 3 tháng thôi. Chim không tật lỗi nhá. Móng miếc chân cao đẹp. Bộ to. Cu. Đấy, anh em nào kết thì liên hệ em nhé, số điện thoại em để trên màn hình.